các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Vietjet. Thì ở đây mình có hai mẫu dàn năng lượng mặt trời, tên mã số là VS1990 và VS1920, được rất nhiều khách hàng quan tâm vì đèn chất lượng tốt, độ sáng cao, với giá hoàn toàn hợp lý, dễ dàng tiếp cận với đại đa số những khách hàng muốn sắm cho gia đình mình một chiếc đèn năng lượng mặt trời với độ sáng cao, dễ dàng lắp đặt, tự động tắt bật mỗi ngày và tính nhiều tính năng hay trên điều khiển. Thì ok, hôm nay Vietjet sẽ có một bài trên tay đánh giá những ưu nhược điểm của đèn để các bạn mới tìm hiểu thêm về đèn năng lượng mặt trời, có thể chọn cho mình những công suất phù hợp để lắp đặt cho gia đình mình sử dụng. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Một chiếc đèn với mã số là VS1990W và VS19120W được cấu tạo từ nhựa ABS, một cái loại nhựa rất là chắc chắn và bền bỉ với thời gian, thoải mái lắp đặt mặt trời. Ngay mặt lưng đèn thì được tích hợp tấm pin với công nghệ poly với nhiệm vụ là sạc pin cho đèn. Ở mặt trước đèn thì có rất nhiều khoang đèn và chóa đèn. Và chiếc đèn này được tích hợp chip LED Salan, một loại chip LED siêu sáng và có tuổi thọ cao từ 50.000 giờ, tương đương là 3-5 năm sử dụng. Và điều quan trọng nhất của đèn năng lượng mặt trời đó là công nghệ pin và dung lượng pin mới là chiếc pin quyết định chất lượng của đèn. Ở hai chiếc đèn này thì cũng vậy, nhà sản xuất đã sử dụng công nghệ pin lithium dung lượng cao kèm mạch bảo vệ sạc, giúp bảo vệ ngăn không cho sạc nhiều điện vào pin mỗi khi pin đầy để chống chai pin. Thông số kỹ thuật của đèn VS1990W và VS19120W lần lượt là tính năng điều khiển ánh sáng, điều khiển từ xa, cảm biến radar, chuyển động, tấm pin silicon đa tinh thể 6V 10W và 6V 15W, pin lithium 15.000 mAh và 20.000 mAh, chip LED Salan 216 chip và 288 chip, tấm nhựa mặt trời đa tinh thể acrylic với công nghệ chống nước IP67 thoải mái lắp đặt mặt trời, sạc năng lượng mặt trời khoảng 6 giờ, thời gian chiếu sáng khoảng 15 giờ chiếu sáng liên tục. Với thiết kế gọn nhẹ kèm theo cần đèn cũng được hoàn thiện với chất liệu inox với công nghệ sơn nhúng cho độ bền và độ thẩm mỹ cao, dễ dàng lắp đặt. Ngoài ra thì Vietjet muốn giới thiệu các bạn một cái tính năng sáng giá nhất của chiếc đèn VS1990W và VS19120W này mà những cái hãng đèn khác trên thị trường không làm được. Mình rất hiểu nhiều khách hàng rất ghét cái tính năng radar này, là nó sáng lên 100% chỉ trong một phút thì nó sẽ quay về cái chế độ sáng mờ. Thì nếu mà ta có việc là có cỗ thì sao, chẳng lẽ lại bật điện lưới lên này không? Vietjet muốn giới thiệu các bạn một cái tính năng của đèn này, nó có thể tắt được cảm biến chuyển động này cho sáng liên tục suốt đêm cho đến sáng luôn các bạn nhé. Rất đơn giản, để sử dụng những tính năng sáng liên tục này, các bạn có thể bấm nút auto trên điều khiển thì khi đó đèn sẽ sáng từ 10-12 tiếng trên một đêm sáng liên tục và hôm sau vẫn nhớ lạnh các bạn nhé. Và nếu các bạn muốn trở về cái chế độ cảm biến chuyển động thì trên điều khiển có cái nút radar, các bạn bấm một cái thì đèn nhận lệnh thì nó lại trở về cái tính năng cảm biến chuyển động. Ngoài ra thì trên điều khiển có tính năng là tăng và giảm độ sáng lên các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi test độ sáng của hai chiếc đèn VS1990W và VS19120W này, xem độ sáng và độ bao phủ chúng ta sao nhé. Ok, chúng ta cùng nhau đi thôi. Đây, là tối đúng không? Mình bật đây này. Đó, rất sáng, độ sáng cao, rõ nét. Các bạn có thể nhìn cành cây này. Đấy, rõ nét, chúng ta hoạt động dưới đèn được tốt. Đèn này thì nó sẽ sáng liên tục được khi mà các bạn tắt cái tính năng radar đi nhé. Tắt tính năng radar đi thì nó sẽ sáng liên tục đến sáng, điều mà rất ít đèn thẻ trên thị trường có thể làm được. Ok, vừa rồi thì mình đã thử cho các bạn xem độ sáng của đèn VS19120. Đây, độ bao phủ rất cao.